Hello class, hôm nay cô hướng dẫn tiếp tục cho các bạn phần part 7 của test 2, phần reading và writing là phần cuối cùng của cái phần reading và writing nha. À, giờ chúng ta đọc và điền từ phù hợp vào chỗ trống. Ok, Dear Kim, Kim thân mến, bạn có khỏe không? Thì các bạn thấy holiday nè, holiday là kỳ nghỉ, thì cái giới từ mà đi với holiday là on holiday nha các bạn. I'm on holiday, tôi đang trong kỳ nghỉ với gia đình của tôi trên núi. Ok, in the mountains. Right, there's a small lake in the mountain, có một cái hồ nhỏ ở trên núi, và một waterfall là cái gì các bạn, cái thác, và một cái thác chảy bên trong nó. Yesterday, hôm qua, chúng tôi chèo thuyền ở trên cái thác, chèo thuyền đến cái thác, và ai cái gì đó mà photo nè, some great photo, thì các bạn thấy là photo thì mình phải là take photo đúng không các bạn? Take photo là chụp hình, nhưng mà cái này là hôm qua, yesterday, thì chúng ta phải sử dụng thì quá khứ, mà quá khứ của take là took, okay, took some great photos. Là chụp những cái tấm hình tuyệt vời cho gia đình của tôi trước cái thác đó. Yeah, ok. In the evening, we, cái gì đó mà dinner, thì ở đây chúng ta là ăn tối là gì? Have dinner, đúng không? Nhưng mà cái này mình đang nói về quá khứ thì mình là had dinner. Ok, quá khứ của have là had. Right. Tomorrow, thì cái này đang nói về tương lai. Ok, tương lai thì chúng ta sẽ có cái thì là be going to là gì các bạn, một cái tương lai gần đúng không, cái dự định là chúng tôi là sẽ đi đi tham quan cái gì, lâu đài cổ nổi tiếng. Thì ở đây chúng ta là the top of mountain, thì chúng ta cũng học cái cụm này rồi, at the top of the mountain có nghĩa là đỉnh của ngọn núi đúng không, và sau đó chúng ta sẽ đi trượt tuyết. Ok. Rồi ở đây các con thấy cái chúng ta nè, tôi cái gì đó never done, thì done ở đây là V3 đúng không các bạn, đúng không, mà chúng ta còn thấy một cái never nữa, thì ở đây nó sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Tôi chưa bao giờ làm cái điều này trước trước đó đúng không, này before, mình còn thấy được cái chữ before nữa là cái từ mà để mình nhận biết được cái thì này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ điền chữ have. I have never done that before. Tôi chưa từng làm cái điều đó trước đây. Vì vậy tôi rất là hào hứng. Ok, excited. Rồi. Vậy là mình đã điền xong hết cái phần này nhờ. Thì bây giờ các con xem lại đi nha. Các con kiểm tra lại coi mình đúng được bao nhiêu câu nha. Ok, thank you. Goodbye class.